cái bà mà như Đức kể đó, bà khổ đến mức mà bà niệm Phật á, mà chồng bà kéo bà đó. Hôm qua kể mấy câu chuyện với vị nghe đó. Chàng ơi, bởi vì mấy cái bà niệm Phật mà gặp chồng khó khó, cắt tóc dài đừng để tóc cục. Tóc cục sao kéo? Cạo đầu luôn thì khỏi kéo. Chụi lũi là nắm gì được. Nó nắm người có tóc dài, nắm người cạo đầu. Hiểu không? Trời ơi, mình á, bà nói bà kể vậy nè. Cái từ khóa tu của mình niệm mùi mặn á, bà niệm theo mà chồng bà đập địa thiệt. Kể cho việc kết hợp vô cái việc nhàm chán tăng nữ, để cho tất cả người phụ nữ ở thế gian này nghe để mà phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, để có con đường đi về đi, để không còn khổ nữa. Mình niệm Phật trước mình, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà cũng niệm theo mùi mặn, bà vừa niệm có mấy câu, nó phía sau nó chụp cái đầu và nó kéo vô phòng. Còn cái bà kia hồi sáng bà gặp bà hỏi, nó kéo vô phòng làm gì thầy? Mệt thích ghê mấy bà này. Ta đã nói vậy rồi mà còn hỏi kéo vô phòng làm gì. Hỏi bà có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Bà biết rồi, thì nó kéo vô phòng đó, hai đứa con đó. Trời ơi, giết mọi vị ơi. Bà công phu niệm Phật mà bà giáo giác. Cuối cùng bà nghe nhiều đức giảng, với bà nói nhờ nghe thầy giảng mà giết rồi con cứ niệm bình thường, nó muốn kéo giờ nào kéo. Ghê thiệt, mà cái thằng chồng nó kinh thiệt. Đúng là ghê thiệt, quý vị thấy không? Thì bà nói rằng coi ông lúc nào ra lúc nấy. Lần giờ này tôi tu mà tại sao ông làm gì? Mày là vợ tao, tao có quyền. Ghê không? Bà đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chụp cái đầu kéo đi. Ghê không? Bà nghe những đức giảng từ 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 từ, thì bắt đầu bà nói rằng con nghe thầy giảng cái công đoạn mà khi bà sư phụ bà chữ, sau này thầy chủ động nghĩ bà chữ. Cuối cùng con vừa đang lễ Phật, nó vừa bước lại con nói phan. Con vừa đang lễ Phật, nó lỡ nó chấp sự nắm cái đầu con nó kéo, con nói phan. Nó hỏi cái gì? Thì con nói vô. Bà nói rằng bây giờ trời trời nó kéo đau muốn chết luôn, mà vô nó cũng xử lý mình. Thôi thì mình đã làm không lỡ rồi, thì nó vừa lỡ nắm, sắp sửa nắm đầu nói phan. Nó hỏi làm gì? Là đi vô. Rồi xong con đi trước, nó lẻo đẻo đi theo sao. Rồi xong cho nó khỏe. Còn hơn là nó nắm đầu nó kéo đi. Thấy không? Đúng là khôn ghê. Nghe pháp với khôn. Thấy không? Cái thân nữ khổ chưa? Nó quá nhiều cái khổ mà, đúng không? Đây là tôi đang nói về cái việc mà nhàm chán thân nữ, tôi nói về người nữ nhiều nghe. Chứ thật sự thì sống ở cõi này nam nữ gì ai cũng có cái khổ chứ nha. Chứ không phải nữ không mà nam có cái khổ của nam. Đàn ông đi làm kiếm tiền có cái khổ của đàn ông kiếm tiền. Đàn bà ở nhà lo cho con có cái khổ của đàn bà lo cho con. Nó cân bằng ra thì sống trong cõi đời này ai cũng có cái khổ. Nhưng mà vì sao nhiều câu ca dao điều nêu người phụ nữ là khổ nhiều? Vì người phụ nữ nó có cái khổ mà người đàn ông chúng ta không có thể nào phụ trợ được. Thí dụ như một là đau đẻ thì mình không phụ được rồi. Hoặc là bây giờ đẻ con, mà trong kinh Du Lan Phật nói là thập tử nhất sanh, thì cái việc mà đẻ con là chính phần chết, chỉ có một tia hy vọng sống. Đây là người nữ phải chịu trong cuộc đời. Thêm cái nữa, mỗi tháng kinh nguyệt, mình không có kinh nguyệt. Đàn bà có kinh nguyệt mỗi tháng, còn đàn ông đâu có đâu. Tính đúng không? Đó, nó gọi là cái thân người nữ khổ hơn. Nên ca dao người ta mới nêu người phụ nữ nhiều. Bồ Tát Quán Thế Âm mới thị hiện thân người nữ. Vì sao? Vì muốn nói lên cái sự từ bi của người mẹ hiền. Không? Không, chia sẻ cái này là tặng đáy lòng rồi đó quý vị. Nó quá mở rộng luôn, đúng không? Nghe mà nói mà không phát tâm niệm Phật thôi vừa tội. Đó, nên vạch rõ cho vị nghe cái khổ đau ở cái cõi đời này chưa. Đó. Và tuy một cái mà chồng mắc hay xa chồng cũng dễ bị dụ dỗ hơn. Đó.
Nó cứ là lạng tới lạng lui. Có cái bà kia bà nói, thật sự con mà không nghe thầy giảng pháp là con bước thêm bước nữa. Chồng con mất mấy tháng thôi, là có một cái thằng nó bán bánh bao mà nó cũng coi được chai ghê, nó bán bánh bao. Bữa nào nó cũng dựng ngay cái trước cửa nhà con, kế bên có cửa sổ, nó vừa gao bánh bao mà nó vừa làm dê. Sao kỳ vậy trời? Gao bánh bao mà làm dê là gì cô? Nói, nó gao bánh bao nó bán, lúc nào nó ế thì nó nhìn vô nhà con làm nè. Làm gì đó nó. Rồi bắt đầu là nó hâm cái bánh bao cho nóng, nó đem vô nó nói, nàng ơi, bây giờ không có ảnh lo lắng, chắc nàng lạnh lẽo lắm, thôi ăn cái bánh bao cho ấm lòng đi nàng. Nhờ con nghe thầy giảng mà con không ăn cái bánh bao. Con mà ăn cái bánh bao là có chừng sinh bụng thấy mụ. Hiểu không? Đó, thấy chưa? Nó không nghe giảng là mấy cái bà mà xa chồng đồ này kia dễ dính tiếp, tiếp tục bước thêm bước nữa. Còn có bà cô kêu nói, nhờ thầy giảng mà con, chúng con có thể tránh được nhiều thứ. Khi hai vợ chồng chia tay vậy mà nó lâu lâu nó lạng tới lạng lui. Rồi bữa đó nó lạng bằng ngày không được, nó lạng ngay đi mưa. Nó đi ngoài mưa ướt mình hết thật. Xong nó đứng ngay cái cửa nhà, nó làm bộ mặt tội nghiệp lắm. Con dự định mở cửa nhà ra, nhưng mà con nhớ lại lời giảng của thầy, nên con quyết định đóng cửa trái tim. Nếu con mà không nghe thầy giảng là con tiêu rồi, là ngược lại rồi. Mở cửa trái tim đón anh vào nhà. Chưa, nhờ con nghe thầy giảng mà đóng cửa lại đó thầy ơi. Con mà không nghe thầy giảng là con mở cửa trái tim đón anh vào nhà rồi. Mà nó nhiều chiêu thiệt. Bằng ngày lỡ không mở cửa ra, bằng đêm nó lỡ, mưa gió nó lỡ, nó gõ cửa hoài. Giết rồi, con đứng ở trong con kêu, về đi, về, về đi. Hiểu không? Giống như cái tuồng Lan và Điệp kia, thấy chưa? Ta buồn tình khổ, cái đó là buồn khổ mà đi tu, chứ không phải phát tâm đi tu. Nhưng phải vô chùa nghe giảng rồi mới mở tâm đi tu. Vậy mà Lan đã vô chùa tu, Điệp đi lên thành phố. Lan ở quê nhà chờ đợi chàng, nhưng không ngờ lên thành phố, Điệp không phải là phụ tình, mà là bị dính bảy tình. Dính bảy tình, phải không? Rồi cuối cùng Lan buồn quá vì một cái tấm chân tình, chân thật, mà Điệp lại làm điều đó với Lan. Nên Lan quyết định buồn quá, cắt tóc vào chùa tu. Thấy không? Bao nhiêu cái sự khổ đau mà tìm đến cửa Phật, mà viết lên những câu ca dao này kia để nhắc nhở người đời. Vậy đó mà cái tấm chân tình nó lôi kéo đến cửa chùa, nó gịch sợi dây chung của nhà chùa. Tại vì chùa ngày xưa, trong nhà chùa người ta đi làm ruộng sao hè được, dữ lắm, chứ không phải bây giờ rảnh rỗi đâu mà mở cửa chùa có người canh cổng. Ngày xưa là chùa đất đai bao la phì nhiêu ở sao hè, rồi làm ruộng rễ ai đâu mà coi cửa chùa, nên chùa phải đóng lại. Chỉ có sợi dây chuông, nếu ai khách hành hương đến để đốt nhang lễ Phật thì lúc đó kéo dây chuông, kéo dây chuông người phía sau chạy ra mở cửa chùa, thì Điệp đến gịch dây chuông toàn ten, cái toàn ten này là cái gì biết không, là anh đến tìm Lan đây, Lan. Được không? Bắt đầu là kéo dây chuông, phía sau vị chủ trì nói, Lan con, hình như có thí chủ đến để thắp nhang cho Phật, Lan con hãy ra mở cửa chùa đi Lan. Hiểu không? Xong Lan lúc đó nghe từ tốn đi, quay nghi mà quý vị, chắp tay vừa đi vừa niệm Phật đi ra,
thì thoáng thoáng một bóng hình. Ô, thì ra bóng hình ngày xưa Điệp đã tìm đến cửa chùa rồi kìa. Lan đứng từ xa, Lan nói: Điệp hãy về đi, về đi Điệp, hãy về đi để cho Lan được yên. Bao nhiêu năm khổ đau gì chàng, tôi buồn quá, tôi đã cắt tóc đi tu, chàng hãy về sống với gia đình của chàng. Chàng còn tìm đến đây làm chi nữa, hãy về đi Điệp, về đi. Hiểu không? Vậy đó mà thằng Điệp ở ngoài nó kéo dây chuông toàn ten toàn ten toàn ten. Lan hãy mở cửa cho anh vào, Lan hãy mở cửa cho anh vào, em mà không mở cửa anh sẽ đập cửa cho bể cửa. Thấy không? Kéo dây chuông quá trời luôn. Lan quyết định cắt đứt mối tình này. Vì vô chùa, ngay ngôi chùa, thầy Nhật Đức đã giảng pháp bao nhiêu ngày nhiêu tháng. Thấy chưa? Tại vì sao? Vì con Lan ban đầu là nó buồn khổ, nó buồn tình, nó đi tu. Nhưng không ngờ vô ngay ngôi chùa, thầy Nhật Đức giảng, đè ra giảng mỗi ngày, giảng viết mà nó hiểu được lý vô thường, duyên hợp duyên tan. Khi Lan đã giác ngộ, đã quyết định tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì lúc đó Điệp tìm đến gích chuông cỡ nào, Lan thấy vậy, Điệp hãy về đi, anh đừng tìm tôi nữa, tôi đã quyết định tu hành. Ban đầu tôi đi tu là vì buồn tình mà đi tu, chán đời mà đi tu, chánh anh mà đi tu. Nhưng bây giờ tôi đã phát tâm tu thật sự rồi, Điệp ơi. Được không? Đó. Để cho mấy bà đi tu nghe. Mấy bà đi tu mà buồn tình, buồn chồng rồi đó, mày suy nghĩ cho kỹ nghe. Đây là câu chuyện mà tôi kể, không phải là chuyện của Lan và Điệp đó đâu. Tôi kể mở rộng đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Vô chùa tu nghe pháp viết đi để mở tâm mà hiểu biết. Lúc đó Lan quyết định lấy cây kéo ra. Lúc đi ra là chỉ định mở cửa, quên cầm cái kéo. Mà ai ngờ đâu gặp Điệp, kêu Điệp hãy về đi, về đi, đừng nghịch chuông lừa sùm nữa. Nhà chùa đang thanh tịnh, đừng nghịch chuông nữa Điệp à. Nhưng Điệp này lì quá, kéo dây chuông hoài. Lan chạy lúp xúp vô bên trong. Lúc này gặp Điệp tâm không còn ổn định nữa, mặt đi oai nghi vô luật, chạy vô bên trong, lăn xăng, cởi chiếc áo chàng ra, bằng bộ đồ bình thường leo lên gốc cây, cắt dây chuông. Quyết định luôn đúng không? Quyết định luôn mà. Nên có những cô đi tu mà bồ bịch mà vô đó, mà cắt dây chuông như Lan vậy đó. Cầm mày kéo ra, cộp, nói thêm câu, tao nói cho mày biết nghe Điệp. Tao hôm nay không phải là một người nữ yếu đuối như ngày xưa đó đâu nghe Điệp. Mày đừng có nghĩ tao như ngày xưa mà mày dụ dỗ tao hoài nghe Điệp. Tao bây giờ tao đã trở thành Lan trượng phu rồi nghe Điệp. Mày mạnh mẽ gì, không lâu làm gì, kêu con Lan không có khóc nữa. Chứ hồi xưa mới vô chùa nó khóc ngày khóc đêm, nó nhớ thằng Điệp, nó kêu ghéo sùm. Vậy mà tu giảng một thời gian nó nghỉ khóc. Rồi lúc đó cắt dây chuông là nó quyết định tu hành để hướng đến con đường giải thoát. Nên ở cái cõi đời này nhiều người chúng ta khổ đau chuyện này chuyện kia, đi vô chùa để trốn tránh, nhưng nhờ nghe pháp mà nó cỡ mở được tâm tư. Nên cái đoàn Hải Dương mà vô đây tu 10 ngày rồi nói là đúng là cực lạc trần giác. Không có giỡn đâu, vui vô cùng. Nên mỗi một người mình cố gắng niệm Phật quý vị, dù cái khổ đau gì trong cuộc đời này muốn giải quyết được là phải đi từ đâu? Đi từ mình. Cái khổ đau này ở trong cuộc đời này muốn giải quyết được là đi từ đâu? Đi từ mình. Nếu như bị tìm con đường khác là bị đi tìm tầm bậy.
Con đường đó là chính ngay quý vị. Khi quý vị hoàn toàn thông hiểu và vui vẻ an lạc, không buồn chết, thì tức khắc con đường này sẽ mở ra và sẽ dẫn dắt rất nhiều người đi theo con đường này. Còn nếu như quý vị tu học buồn khổ mà mong người ta được vui là quý vị đang đóng cửa con đường quý vị rồi, thì đường đâu cho người khác cùng đi. Hiểu không? Rõ ràng luôn. Nên nhà Đức đi tu mười mấy năm nay, mục tiêu niệm Phật nên bây giờ mới dẫn dắt nhiều người. Nên tất cả những người buồn khổ vì con, vì cháu, vì của cải, vì bị bỏ rơi, bị thất tình, mỏi mặt, quý vị hãy mở tâm quý vị ra. Hãy chọn cho mình một con đường mới để đi cho đặc biệt. Đừng nên đặt vấn đề đó để mà khổ đau hoài. Khổ đau hoài là không giải quyết được vấn đề gì hết. Nhớ, có nụ cười là có ngày mai. Có nụ cười là có tương lai. Có nụ cười là tương lai bay về cực lạc. Nhớ nghe. Đó. Không, quý vị nghe một bài chia sẻ Phật pháp này thôi, nó có nhiều cái ý sâu sắc nằm bên trong lắm quý vị. Không đơn giản đâu. Tuy là kể chuyện vậy đó, mà câu chuyện của Lan Điệp thôi đó. Điệp nó biểu trưng cho tất cả người đàn ông trong cuộc đời này. Con Lan nó biểu trưng cho tất cả người phụ nữ trong cuộc đời này khổ đau, mà gặp được Phật pháp hết khổ. Chứ cái đoạn văn mà viết con Lan mà cuối cùng bệnh đau, mà gọi là Điệp giả người xuất gia vô gặp, cái này là chuyện thế gian thôi. Còn câu chuyện tôi kể Lan và Điệp đây là cái câu chuyện xuất thế gian, chứ không phải kể cái câu chuyện thế gian đó. Hiểu không? Câu chuyện là một câu chuyện, nhưng quý vị kể làm sao phù hợp hoàn cảnh. Hiểu không? Kể làm sao để phù hợp hoàn cảnh. Đã vô chùa tu rồi còn khóc lóc kêu gào vì tình làm gì? Tại vì con Điệp đó nó còn dở, con Lan còn dở. Hiểu chưa? Chứ con Lan ở chùa này đố mà nói gì? Con Lan chùa này có khổ gì đâu. Trong chùa mình cũng có một người tên Lan. Nàng từ khi có chồng có ba đứa con. Ba bốn đứa gì phải không ta? Mấy đứa? Ba đứa. Lan vào chùa quyết định tu ở đây. Một đứa con gửi chùa kia, một đứa con gửi chùa nọ, một đứa con ở đây. Lan là quyết định làm cái việc gì mà thầy đặt trách. Cuối cùng giao cho Lan một cái nghề, đó là bên chăn màn. Đó. Sắp xếp cho người ta ngủ nghe, lau phòng ốc sạch sẽ, làm việc vô cùng quan hệ. Từ từ vài năm sau, những đứa con bé bỏng kia lớn lên và cuối cùng quy về một chỗ của Lan. Bây giờ mẹ con thì ở bên nhau trong một ngôi chùa đầm ấm. Thấy không? Giải quyết vấn đề khổ đau. Ai như con Lan trong chuyện kia. Cuối cùng chết khóc lóc kêu gào. Mày đi đọ chết mồ đúng Lan ơi Lan. Không hiểu gì chứ. Hiểu chưa? Đó là chuyện tình ý thế gian. Viết ra một câu chuyện lả lướt trong cõi đời nhưng không thể nào giải thoát được. Hãy nghe câu chuyện của Đức kể đi. Hiểu không? Nên tất cả Lan trong cuộc đời này, hãy nghe Đức kể câu chuyện này đi lên. Hiểu không? Có khổ đau gì chúng ta cũng cùng niệm Phật về cực lạc, nghe lên. Đó. Nên tất cả người phụ nữ trong cuộc đời này khổ đau cỡ nào, chỉ cần niệm Phật là hết khổ. Về cực lạc mới hết khổ. Nên cứ nắm chắc câu bậc hiệu này đi quý vị. Hay lắm, thì thấy chưa? Một tiếng đồng hồ mà đúng là sảng khoái thì. Quá sảng khoái luôn. Mà người ta đã coi trực tiếp công đoạn này thôi, mà người ta ở nhà người ta cũng đang cười lăn cười ngửa. Có cái bà kia bà coi mà bà nói bà chùm mền lại. Tại vì sao? Vì chồng không cho nghe. Chùm mền lại. Bà nói lúc nào thầy cũng ở trong mền cùng với con.
Ghê không? Nghe mà say đắm luôn ha. Có lần chồng nó lỡ nó nhìn thấy, tự nhiên bà chùm cái mền mà bà làm gì mà bà giặt tới giặt lui. Thằng chồng nó tưởng đâu vợ tao ngoại tình. Thì nó gích cái mền ra nó thấy bà giặt chiếc điện thoại. Ghê không quý vị? Từ đó ao nên á, những đức ngày xưa cũng là thanh niên hư hỏng mà hồi sáng gặp có ông chú mà bà vợ nói chồng con nhậu nhiều lắm thầy ơi, thôi về bỏ nhậu đi ông chú, nghe không, bỏ rượu về đi là nó khỏe nó vui à. Rồi giờ nghe lời những đức niệm Phật đến đây tu một ngày hai ngày này nè, về bỏ rượu bỏ thuốc đi khỏe lắm. Như những đức mà không nhậu nhẹt nhưng giờ nó vui ghê chưa, an lạc vô cùng, ai ăn chay cũng mập mạp sáng sủa vui vẻ chứ. Nên những người nhậu nhẹt không thuốc men này kia rồi nè, thôi bỏ đi, bỏ từ từ bỏ nó đi. Vậy thì khỏe dữ lắm, đặc biệt dữ lắm luôn. Mình lớn tuổi rồi, bây giờ mình lo cái việc tu giải thoát, rồi lo nuôi cái huệ mạng nè. Nó ông chú ngồi nãy giờ ông nghe cư cư kia, nó hai ông có râu, ông có râu. Thấy chưa, mà nay mới vô có ngày mấy hôm nay thấy đẹp trai quá. Rõ ràng luôn á, vui vẻ bỏ rượu đi. Ngày xưa những đứa uống rượu dữ lắm, hư lắm, nhưng mà bỏ rượu được rồi giờ khỏe mà vui quá trời luôn. Nên mong rằng là tuổi chú cũng chắc cũng khoảng 70 tuổi đổ lại hay gì ha. Sao mấy 70 vậy đó, thấy không, thôi bỏ rượu đi, cố gắng niệm Phật. Còn cuộc đời còn lại này mình cố gắng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nó vậy thì tuyệt vời quá. Vậy thì tất cả người nữ mà khổ đau phải niệm Phật. Tại vì mình về cực lạc là mình không còn mang thân nữ, thân trượng phu rồi, hết khổ. Mà ở cái cõi này mà niệm Phật cầu sanh cực lạc, nó cũng có cái tâm mạnh mẽ như nam giới, không yếu ớt, không có giận hờn vu vơ. Niệm Phật viết nó ít bao giờ giận hờn vu vơ. Cái người mà thường giận hờn vu vơ, đụng đâu cũng buồn, đụng đâu cũng giận, người này là cái thằng số si cầu que. Hiểu không? Thằng số si cầu que. Thì cái thằng số si cầu que này phải niệm Phật cho nhiều, để nó hướng về mục tiêu, chứ nó không có si qua si lại thành que. Mà nó hướng đến một cái tần số ai với đạo Phật, thì con người mình nó tỉnh giấc mộng đời. Hay lắm nha, bây giờ đâu hướng ngay câu ai là Phật là tỉnh giấc mộng đời, mình mới cầu sanh cực lạc. Cái tâm mình nó mạnh mẽ lên rồi tự nhiên mình làm nhiều việc lớn lao như bậc trượng phu, có ý nghĩ mạnh mẽ, có tâm nguyện lớn lao, làm những việc nhìn nhận ra được đó là những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Tự nhiên người phụ nữ mà sanh ra tâm đi gan đàn ông luôn, dù là nó chưa có chuyển thân nữ trong đời này mà nó đã có cái tâm của trượng phu. Thì vậy cứ nghĩ đi, chứ không lẽ bây giờ như cô Diệu Thầm, không lẽ bây giờ bà tu bà niệm Phật bây giờ bà chuyển thành giai. Cái này người ta thấy đáng sợ lắm quý vị, thấy không? Tự nhiên là niệm Phật thời gian cái bà biến dạng thành trai, bà biến dạng hết trơn luôn. Cái này thấy nó kỳ cục, đáng sợ thiệt, thấy không? Nó không phải gì mà là nó biến tâm, cái tâm mà không phấn đấu, cái tâm yếu ớt, cái tâm mà giận hờn vu vơ, cái tâm ích kỷ nhỏ mọn, nó thế vào đó là cái tâm mở rộng, cái tâm thương yêu, cái tâm khoan dung, cái tâm tha thứ đó. Rồi từ cái tâm đó nó sanh tướng khi mình bước lên đài sen. Từ cái tâm đó mà sanh tướng khi bước lên đài sen. Là mình khi sanh về thế giới cực lạc là hoàn toàn tướng trượng phu, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nên Phật A Di Đà ngài nói rằng cái tướng người nữ là phải nhàm chán, vì đây là tướng khổ. Nên nguyện 22 là Đức Phật A Di Đà ngài nói rằng là nguyện cái quốc độ cực lạc không có người nữ, thấy không?
Cái người nữ cõi ta bà này cứ như là không có đắc dung thân. Về cực lạc là toàn là nam tử, còn gì nữa mà nữ có đắc dung thân. Thấy không? Ngài nói rằng ở thế giới cực lạc là tiếp đó không có người nữ. Nếu mà có người nữ ở thế giới cực lạc thì có cái sự đấu đá tranh giành nữa. Người nữ đi đến đâu là cái nơi đó có bão tố cuồng phong, không phải đơn giản. Nên khi mà mẹ kế của Phật muốn vào tăng đoàn để tu, Đức Phật làm khó dễ dữ lắm, làm cách này cách kia, phương tiện không cho, rồi đưa ra giới luật nhiều, quy tắc đủ thứ gì. Tại sao? Vì đi khuôn khép họ vào cái việc tu đạo để họ được giải thoát. Và Đức Phật nói rằng là họ ở trong tăng đoàn giáo pháp của Phật bị giảm 100 năm ảnh hưởng. Đức Phật nói nếu như người nữ mà không được dạy kỹ lưỡng đàng hoàng thì mình nhìn như là một ruộng lúa mà toàn là cỏ không. Khi thu hoạch thì không có lúa thóc gì, toàn là cỏ không, không có lúa đem về nhà. Ghê không? Đó. Nên từ nơi đó mà phải được nhắc nhở, phải được dạy một phương pháp tu rõ ràng thì mới có kết quả được quý vị. Nên Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo Ngài quỳ trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai. Ngài nói rằng là ở thế giới cực lạc của Ngài, Ngài phát nguyện là không có người nữ ở đó, toàn là bậc nam tử, bậc trượng phu, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn nguyện 23 là nguyện nhàm chát thân nữ, chuyển thân nam. Trong đời này mà niệm Phật, cái tâm người nữ từ từ mắc bớt đi. Cái tâm mà thí dụ như ham ăn, ham ngủ, ham đủ thứ, niệm Phật giết nó giảm tối đa luôn đó. Nên rõ ràng mà nhàm chán thân nữ, chuyển thân nam. Tại sao mà kêu vậy? Tại vì cái người nữ, cái sự ham muốn của họ mạnh hơn người đàn ông. Họ tham tùm lum thứ, hơn thua tranh giành đấu đá nó dữ dằn hơn đàn ông. Ví dụ như giờ đàn ông đi có chuyện gì đi, nó lỡ nó bóp cái xong bóp vô mặt á, đàn ông nó lỡ nó bóp vô mặt cái xong. Nhưng mà phụ nữ thì nó không có bóp vô mặt, mà nó làm cái gì biết không? Cái gì mà nó không vừa bụng cái là không đó, ghê chưa? Hoặc là nhắm, rồi nó đi tìm cách, nó suy nghĩ thủ đoạn, nó tìm cách để nó châm, nó chích cho lòi ruột, lòi gan. Ghê gớm lắm. Vì nghe gì có vị hay bình tĩnh suy nghĩ coi, phải không? Đó, nó tìm cách mà. Cái đó là tu là đỡ đó, còn không tu á thì có vị thấy nó tìm cách. Đó. Ví dụ như mà trong nhà đó mà ông chồng có 3 con vợ là bắt đầu con nào mà có bầu là cái con này có chừng nó giết con trong bụng sớm. Thì chị nó sợ ông cái bà này bà đẻ ra rồi con bả là con trai giành của hết sao. Ghê không? Cái tâm tranh giành đấu đá, cái tâm hại nhau ở trong một cái thảm cảnh gia đình ngày xưa nhiều. Nên khi sống với nhau mà 2-3 bà là nguy hiểm. Nó mà tức lên là nguy hiểm đó. Giống như câu chuyện hồi đó đăng báo. Cái ông này không có vợ rồi mà ông đi ngoài không có vợ nhỏ. Và vợ nói hoài không nghe. Cuối cùng ông đang ngủ. Bà vớt một cái. Mất tiêu nhỏ. Câu chuyện ngày xưa đăng báo ghê lắm quý vị ơi. Thấy kinh không?
Đáng sợ thiệt. Đúng là nhìn thì mảnh mai hiền thục, nhưng mà nó mà dữ dằn lên nó ghê lắm. Cuối cùng cái ông đó thành thái giám. Thái giám thấy ghê không? Nó nên cái người mà niệm Phật cầu sanh cực lạc là nó bỏ bớt đi cái tâm ham muốn, cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ mọn, cái tâm đố kỵ. Tại vì sao? Vì mình nghĩ là mình ở thế giới cực lạc, mình đâu phải ở đây đâu mà mình đi tranh giành hơn thua, giành giật làm gì. Nên từ nơi đó mình nhận thức được thì tự nhiên nó giảm tối đa. Còn nếu như mình ở cái cõi này, mình nghĩ là mình ở cõi này nên mình được vậy là mình mới được, còn không được là mình bị thua sút. Mình giành mới được thì tự nhiên con người đi đấu đá tranh giành. Nên Đức từng nói câu rằng có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Gọi là tin sâu nhân quả thì con người nó đỡ tối đa tranh giành hơn thua. Còn con người mà không tin sâu nhân quả là nó giành giật hơn thua, nó nghĩ rằng dùng sức mạnh tranh giành thì mới được. Còn nếu như mình mà không tranh giành thì người ta lấy. Nên con người nó dùng sức để mà tranh giành, đấu đá đủ chuyện. Thấy không? Nên mình nghe Phật Pháp, mình nghe giảng rộng ra gì này, mình mới thấy một câu Phật hiệu có thể giải tỏa được cái tâm tư ích kỷ nhỏ mọn của mình luôn. Mình nghe gì cái là tự nhiên cái tâm mình, cái tâm ích kỷ nhỏ mọn nó giảm liền. Cái tâm tình chấp nặng này nó nhẹ tối đa. Mà con người mà vậy là quý vị thường vui, mà nó hiện tướng đẹp liền. Còn con người mà nó mang tâm buồn giận hận trách hoài chứ nó héo họ. Héo họ. Ấm nhẹ ấm nhấp, xấu xí. Quý vị nhớ làm cực, làm nhiều việc chưa phải là héo họ, mà là tâm trạng nặng nề, lo âu, khổ sở nó héo họ. Không có giỡn đâu nghe. Từ cái tâm lo âu sợ hãi nó héo họ. Sự việc con người mình đến với cuộc đời này nó như là leo thang vậy đó. Nó từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn. Tới đoạn này là nó phải gì, tới đoạn này nó gì, tới đoạn này nó gì. Nó mới nói câu là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Có giàu ba họ, có khó ba đời. Nếu như giàu mà biết tu nhân tích đức thì giàu hoài luôn, đừng nói ba họ. Đời mình giàu, mình dạy con cháu tu nhân tích đức thì giàu tiếp tục, giàu hoài. Còn nghèo mà nghèo hoài luôn, đừng nói mà không nghèo ba họ. Nếu như mà ông bà cha mẹ đi ăn trộm ăn cướp, sát sanh hại vật, dạy con cháu ăn trộm ăn cướp, sát sanh hại vật, từng đời, từng đời, từng đời, nó nghèo đến mức mà cái gia đạo nó chết hết, không có con trai nói giỏi, lụng luôn, mất tiêu, có nghĩa là biến dạng trong cái cõi đời luôn. Cái gia đạo nó không còn ở cõi đời này nữa. Đó. Thí dụ như bây giờ Khổng Lão Phu Tử, ngày có một người con trai mà người con trai chết yểu, chết queo. Mà do cái đạo đức của ngài, mà đệ tử của ngài, khi Khổng Lão Phu Tử ngài mất đi, thì đệ tử đi đến ngay cái nhà ngài đi, cắt nhà ở đó là, và lấy họ, họ Khổng. Rồi bắt đầu là trở thành con của Khổng Tử. Sau này ở nơi đó thành một cái làng Khổng Tử, là dòng họ của Khổng Lão Phu Tử. Tới bây giờ mấy ngàn năm vẫn còn dòng họ Khổng Tử. Thấy không? Quý vị thấy có đức thịnh vượng ghê không? Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi tu chứ ngài có vợ, có con gì đâu. Có mình La Hầu La cũng đi tu mất tiêu rồi. Dòng giống đến đó là chặn đứng. Vậy mà bây giờ khắp nơi trên thế giới người ta lấy họ Thích Ca. Dòng tộc Thích Ca quá trời đông. Từ cái đức hạnh của ngài mà người ta theo họ của ngài. Nên tới bây giờ mà dòng họ Thích Ca mà gọi là cả cái quả địa cầu này luôn, đừng nói chi mà một cái đất nước Ấn Độ. Nó có đức mà, thấy không? Nên có nhiều người người ta sợ không có con trai nói giỏi tông đường. Cố gắng kiếm thằng, đem một thằng vô nhà nó quậy banh chành cái nhà, nó đốt cái nhà, nó giết cha mẹ nó luôn. Kiếm quá trời kiếm, cuối cùng thành quan gia trái chủ đến. Phải chi mà đi tu nhân tích đức mà nó đến thì con hiền thiện. Còn cái này đi làm tùm lum cách, không có hoặc là sắp sửa có hoặc chưa đến mà tìm cách này cách kia đi cấy cấy cấy, cuối cùng nó lòi ra cái thằng lũ đạn, nó hung bạo, nó hại nhà cửa luôn.
Tại vì cái đứa con này là nó chưa đến lúc đến, chứ không phải là không đến. Nó mà không đến bị cấy cỡ nào nó cũng không có. Còn cái này là nó chưa đến mà nó sẽ đến. Nhưng mà mình muốn sớm quá nên mình đi làm cho nó có sớm. Cuối cùng nó đi ngược lại quy luật tự nhiên thì cái con quạ tai đến nhà. Còn nếu như mà nó không có, vì có cái bao nhiêu cái nó cũng không có. Nên cái này là cái định luật nhân quả nó rộng nè. Mình là người nghe Phật pháp tu hành, những người mà mình từng sửa sang sắc đẹp, mình thấy đây là cái việc làm phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Thì bây giờ mình cố gắng mình tu hành, mình nghĩ, mình lo tu hành thì nó trở thành là một thể. Còn nếu như biết tu hành dù có xấu, nhưng mà niệm Phật tu nhân tích đức, nó vẫn phát sinh cái duyên phước. Vì thấy những đức đẹp đẽ gì, sao nhiều người quý thương những đức, nó phát duyên phước thì ta thương. Thì cái quan trọng mình dọn để cho người ta thương thôi, miễn ta thương mình là được rồi. Xấu đẹp kệ nó, xấu mà được ta thương thì cũng như đẹp, mà đẹp mà không ai thương thì cũng như xấu. Ví dụ như mình sửa sang sắc đẹp, mình mắc duyên, tuy mặt đẹp nhưng mà ít ai thương. Mà dù có người thương, nó cũng là dân lũ đạn đến nó thương. Tại vì mình phá hoại hoàn cảnh tự nhiên thì cái tâm phá hoại nó đến tìm mình. Còn nếu như mình để nó tự nhiên sanh duyên sanh phước thì cái người thiện tâm nó đến tìm mình. Cái này là 100% luôn. Định luật nhân quả giảng là cái này là không sai đâu quý vị. Nhớ. Nên người mà niệm một câu Phật hiệu này mở tâm lượng lớn, đoạn đi tâm ích kỷ nhỏ mọn, không có buồn giận ta để trong tâm. Vì mà nghe như vậy rồi trong lòng quý vị nó mở tâm lượng ra. Mở tâm lượng ra. Nên những cái người mà buồn giận người khác để trong tâm, mà nghe những đức nói chuyện giết là mất tiêu hết trơn. Nên Phật tử mà nghe những đức giảng mỗi ngày, những đức nhìn mặt quý vị là biết quý vị ở đâu đến. Tại vì sao? Vì quý vị thường vui cùng tần số. Còn nếu như mà nghe mà không hành trì là biết liền. Nhất là nghe nhiều mà không làm, người này thường là tần số loạn. Nói chuyện mấy câu thôi, trong cái âm hưởng của câu nói nó không có một chút tác dụng gì đặc biệt. Nhất là nghe nhiều biết nhiều không hành trì. Khi mà nói chuyện chỉ cần phớt qua vài ba câu, không có một lời nói để nói với người này luôn. Vì sao? Vì tần số bạn là tần số loạn. Có nói thêm cho bạn nghe bạn cũng không tiếp nhận được. Đây là 100%. Nên có những người tại sao những đức tiếp, những đức nói chuyện nhiều quá trời. Còn có những người những đức tiếp một câu những đức cũng không muốn nói. Tại vì sao? Vì tần số loạn, nó lung tung bên trong, nhưng có nói thêm cũng bằng không. Có nhiều người hỏi mình làm sao hết khổ mà nói niệm Phật. Nó nói chỉ niệm Phật thôi hả? Nó chịu thua. Thấy chưa? Thì tôi chỉ có niệm Phật không mà tôi nuôi 2000 người chứ làm gì. Chỉ có niệm Phật thôi mà tôi giảng pháp tối ngày. Thì tôi nói niệm Phật là rõ ràng rồi. Nhưng mà người ta không tin có Phật hiệu, nên gọi là thiếu thiện căn. Còn người đủ thiện căn của báo nhân duyên, nghe danh hiệu là phát tâm liền. Đây là quý vị biết thiện căn bị dậy rồi. Nên cái người mà thiếu thiện căn của báo nhân duyên thì bị có kêu họ niệm Phật họ cũng không niệm. Cái dễ họ không làm, họ đi làm cái khó. Như cái người thiếu phước thì thích làm cái khó, còn người có phước thì người ta nhắm cái dễ mà làm để thành công. Đúng không? Nguyện 24 là liên hoa hóa sanh. Người nữ này sanh về Cực Lạc là sanh ra từ hoa sen. Còn quý vị ở cõi Ta Bà, quý vị mang thân nữ là quý vị đẻ con. Quý vị là một nhà sản xuất. Người nữ này là nhà sản xuất đó. Mà những đức đã từng đặt cho người nữ là một nhà sản xuất cao thượng. Tại vì sao? Cho họ cái danh từ cao thượng ở cõi đời. Vì chúng ta mỗi người đều sinh ra từ mẹ. Nên nếu không có người phụ nữ thì chúng ta đã không biết sinh ra từ đâu. Không lẽ chúng ta chui ra từ cục đá? Chúng ta không có bản lãnh đó. Nếu như mà những đức từ cục đá mà chui ra, những đức cũng thích hơn trong mẹ, trong bụng mẹ chui ra. Nhớ không? Mà mình không có bản lãnh đó, từ cái nghiệp trước nó dẫn dắt mà mình chui vào bụng mẹ, ở trong đó 9 tháng 10 ngày như là một cái hầm máu nằm trong đó, lấm chùm nằm trong đó.
Nên Ngài Pháp Tạng, Ngài biết khi chui vào bụng mẹ 9 tháng 10 ngày nằm trong đó nó khổ cùng cực. Nên Ngài mới phát nguyện là cái quốc độ của Ngài, chúng sanh mười phương sinh đi về là sanh ra từ hoa sen, sự an lạc sạch sẽ gọn ghẽ, không nhiễm bụi trần. Sanh ra từ hoa sen không nhiễm bụi trần. Nên mỗi một con người chúng ta, ai mà không có dục vọng, vì cha mẹ mình là sản phẩm dục vọng, sanh ra mình là tiểu phẩm dục vọng. Khi từ từ mình lớn lên thì mình cũng đại phẩm dục vọng, chứ không dẫn đâu. Nó con người ta sanh ra từ hoa sen. Quý vị từng nghe cái câu mà trong bùn gì đẹp bằng sen, mà lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, mà gần bùn mà chẳng hôi tanh nó mùi bùn, đúng không? Trong bùn dơ mà mọc ra một đó sen, mà dù có lấy nước khoát lên cái lá sen thì nó vẫn không bám vào được lá sen. Quý vị coi thử phải không? Quý vị đi lỡ cái lá sen hay là bông sen đi, quý vị lấy nước bị tát vô, nó là tròn chạy ra. Nó, thấy không? Nên từ nơi đó mà tới giới cực lạc ấy, là cái hoa sen gọi là thai hoa. Mà khi mà mình ấy, mà được tiếp dẫn về mình ở trong thai hoa đó, mà trong thai hoa đó đó là một cái hoàn cảnh đẹp vô cùng, mới nằm ở trong trong thai hoa là giống như trong một cái cung điện, còn mình ở trong bụng mẹ là giống như trong một cái địa ngục máu. Còn ở thế giới cực lạc mà cái thai hoa đó là một cái quốc độ, một cái cung điện, mình ở trong đó đặc biệt không? Bởi vì mình phải sanh về cực lạc. Quý vị coi bây giờ Phật A Di Đà vừa phóng quang tiếp dẫn cái linh thức mình đi về thế giới cực lạc, thì tức khắc quý vị ở trong cái hoa sen có tên quý vị đó này. Mà đâu phải tự nhiên mà Đức Phật A Di Đà ngày trước quý vị đi về thế giới cực lạc mà quý vị có hoa sen liền đâu, mà quý vị đã có cái nguyện rồi. Ví dụ như bây giờ ông Trương Thiện Hòa, ông làm nghề đồ tể cả đời, nhưng mà ông niệm Phật có mấy câu Phật rước ông về thế giới cực lạc, ông sanh ra từ hoa sen. Vậy ông vừa phát nguyện sao mà có hoa sen đó liền? Như thầy nhiều đời nhiều kiếp ông đã tu rồi, có hoa sen sẵn rồi, nhưng còn có một chút xíu nhân duyên gì đó mà ông quay lại cõi đời ta bà này để ông thể hiện một cái đời cuối cùng. Rồi bắt đầu tới khi mà ông gần chết ông mới gặp tịnh độ, ông vừa nghe tịnh độ cái là hồi phục hoàn toàn nhân duyên của đời trước đã tu, thì tự nhiên Phật A Di Đà rước về thì ông sanh ra từ hoa sen liền. Là hoa sen là căn nhà của ông, ông vô căn nhà đó cũng như là một cung điện rộng lớn, nó an lạc, nó vui vẻ gì đâu. Mà cái nhà vừa mở cửa ra cái là mình thấy Phật A Di Đà ngộ vô sanh. Chia sẻ dễ hiểu ghê không? Những điều như Đức chia sẻ vì thấy rất là dễ hiểu đó. Ví dụ như ở đây bây giờ đi, tên Liên Diệu đi, thì ở thế giới cực lạc đã có một cái tên Liên Nhẫn, đã có một cái tên trên đó, có một cái bông sen trên đó. Liên Minh thì có một cái tên trên đó, Liên Bách, Liên Bạch thì có cái tên trên đó, thấy không? Liên Đáo, Liên Đạo, cái tên trên đó. Mỗi người niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc, quý vị vừa ngồi gì mà trong tâm quý vị niệm Phật, con phát nguyện đời này sanh cực lạc, là tức khắc cái thế giới cực lạc có bông sen liền. Hay vậy đó. Rồi mỗi ngày cái công hạnh sống tu hành của mình vui vẻ hoan hỷ niệm Phật, thì cái công hạnh đó là tưới tẩm cái bông sen ở thế giới cực lạc của mình. Là trang trí căn nhà mình đi, nói như dễ hiểu đó. Trang trí căn nhà mình giống như quý vị cắt một căn nhà ban đầu chưa đẹp, nhưng mà quý vị làm có tiền bạc, quý vị mua đồ đạc, quý vị trang trí căn nhà, càng trang trí thì nhà càng đầy đủ phương tiện. Thì bây giờ quý vị vừa phát tâm thì nó có cái nhà chống lỏng ở trên đó, bông sen bé bỏng. Nhưng quý vị mỗi ngày dùng cái công hạnh khoan dung tha thứ, niệm Phật, niệm niệm vì người lợi ích chúng sanh, thì quý vị đang bồi dưỡng bổ túc cho cái căn nhà quý vị ở thế giới cực lạc phương tiện đầy đủ, phước báo trang nghiêm, cái quốc độ quý vị sẽ gì à? Đặc biệt ghê không? Cái hạnh phúc vô cùng mà quý vị bước vào cái bông sen đó, trong cái bông sen nó đẹp không tưởng tượng được.
Mà quý vị ở trong bông sen đó là quý vị đang nghe chư Phật mười phương thuyết pháp thì quý vị nghe. Nên con người quý vị nó đang ngộ sẵn ở trong bông sen rồi. Nhưng vừa mở cái cửa bông sen ra thì thấy Phật A Di Đà thì hoàn toàn ngộ vô sanh pháp nhãn. Nên cái thân người nữ khổ đau trong cuộc đời này, bầu bì đẻ chữa, bụng to như cái trống chầu, thấy không? Khi mang bầu bụng bự, ói ỉa tùm lum. Chứ sao nhiều bà phải không, ói mà đến nỗi mà ỉa xón luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Chị nó ói dữ quá, ói ở trên mà ở dưới nó cũng xì luôn. Thì hỏi kỹ mấy bà coi có không, không có chuyện giỡn đâu nghe. Đó, phải nhàm chán thân nữ không? Rồi khi mang bầu bì vậy đó, ngủ nghê ăn uống khó khăn, đi đứng bất tiện. Khi vừa đang ngủ sắp sửa ngủ được thì nó đạp bụng mình, giật mình thức dậy liền. Mà cái tâm vì thương đứa con trong bụng quá nên con đạp một cái, mà mẹ dặn vuốt cái bụng một cái, con ngoan nghe, đừng đạp bụng mẹ nghe. Nên nó ở trong cái bụng máu đó nó, nhưng mà nó vẫn sống vì cái tình thương yêu của tình mẫu tử thiêng liêng mà nuôi cho cái tâm đứa con chấp nhận chịu ở trong cái bụng máu đến khi được sinh ra. Nó đang chờ đợi ngày sinh ra, dù là khổ đau nhưng nó vẫn có hy vọng một ngày nào nó ra khỏi chỗ đó, vì nó có một tình mẫu tử thương yêu mỗi ngày đang vuốt ve, đang chăm sóc, đang bảo vệ nó và đang nói với nó rằng con à, con sắp sửa ra đó con ơi. Mình nói vậy nó nghe liền, bắt đầu là trong lòng hy vọng rằng bây giờ dù mình đang khổ nhưng có thời gian nữa mình sẽ ra khỏi cái khổ, mình sẽ gặp mẹ mình, mình sẽ trực tiếp gặp mẹ mình, mình sẽ được nằm trong vòng tay mẹ mình, mình sẽ được bú sữa ngon lành. À, nên em bé người ta cỡ nào khổ cực người ta cũng phải ở trong đó. Đó. Và mình sinh ra rồi quý vị thấy không? Con của mình mà mình mang nặng đẻ đau mà mình sinh được thì còn quý hơn vàng. Nên mình nhìn đứa bé mình thương cỡ, thương vô cùng thương. Nên con người mà thấy bóp mũi con mình chết đây là không phải loài người nữa. Cái này không phải loài người. Cái này là dạ xó. Nên mới giết con. Chứ con nít mà ai nhìn cũng thương, bởi vì thương mới nuôi. Chứ nếu nó lớn lên mà nó nghịch ngợm ai nuôi nó? Không, như mấy đứa nó lớn lớn nó quậy mình ghét. Bây giờ nó cũng lớn rồi đụng nó được không? Nhưng mà nó còn nhỏ ọẹo ọẹo tay chân tí tí. Dù là cái mỏ nhọn quét nhưng mà quý vị nghĩ đi. Cái xấu cái nào xấu, nhưng mà nhìn nó bị tội nghiệp vì thương nó. Nó thương người yêu nuôi. Nó gọi là ông chờ có đức hiếu sinh. Nên cái tâm người mẹ người cha như ông chờ vậy đó, thương con. Hiểu không? Dù nó xấu cái nào xấu, dù nó mù nó què hoặc gì, nhưng đã là con mình là mình thương à. Nên cái nhân duyên mình phải thương và mình phải nuôi nó khôn lớn. Có khi mà trời ơi, nó vừa mọc răng ngứa 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 đú mà nó bú sữa mẹ, nó cắn cái nấm vú đau cũng chết. Quay lại mình nói còn tán mày bây giờ, bú bú thôi mày còn cắn nữa mày. Nghe không, có không? Nó có thấy chứ. Nên nè, trong Phật pháp nó rất là sâu sắc, thấy không? Nói quý vị coi bây giờ Đức Phật á, quý vị tụng trong kinh Du Lan đi, sao Đức Phật thấy hết trơn vậy? Đức Phật nói rõ ràng cái mới sinh, mới mang bầu sao sao ngày nói tới ngày sinh luôn, đúng không? Quý vị hỏi có nhiều người xuất gia sao thầy biết hết trơn, thì quý vị hỏi Đức Phật sao Đức Phật biết hết trơn? Đi kiếm Phật mới hỏi đi. Bây giờ mỗi người chúng ta còn sống ngồi đây, hay tất cả chư hương linh đã mất, cụ quyền các tổ ông bà chúng ta đi đến đây, bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện, phát nguyện niệm Phật sanh Cực Lạc, buông hết tâm buồn giận hận trách, buông những cái thói hư tật xấu của mình xuống để niệm Phật cầu sanh Cực Lạc nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung,
thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, hoan nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mọi người chúng ta nghe được bổ nguyện Di Đà nên chân thật phát nguyện cả đời niệm Phật không thối tâm, dù gặp sự trở ngại chướng ngại gì cũng quyết tâm niệm Phật, để đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.